Chuyên gia y tế khẳng định khoảng 70% quyết định lâm sàng dựa trên kết quả xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm có ý nghĩa quan trọng trong sàng lọc, chuẩn đoán, điều trị, tiên lượng và phòng bệnh. Xét nghiệm là một chỉ định bắt buộc và cần thiết trong khám chữa bệnh. Trên cơ sở đó, Bệnh viện Đa khoa Melatech phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Melatech Thái Nguyên, Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình và Trung tâm Y tế huyện Phú Bình tổ chức chương trình tập huấn cập nhật vai trò của xét nghiệm trong chuẩn đoán và điều trị cho đội ngũ y bác sĩ trong công tác tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn huyện Phú Bình với các nội dung cập nhật xét nghiệm sàng lọc, chuẩn đoán và điều trị bệnh lý viêm gan virus, cập nhật các xét nghiệm trong chuẩn đoán và điều trị bệnh lý sản phụ khoa. Trong chương trình, các đại biểu đã trao đổi thảo luận để phân tích, làm rõ các nội dung xung quanh vấn đề cập nhật vai trò của xét nghiệm trong chuẩn đoán và điều trị đây là dịp để các y bác sĩ giao lưu cập nhật những kiến thức y khoa hiện đại để ứng dụng hiệu quả vào lâm sàng đồng thời mở ra cơ hội tiền đề hợp tác bền vững giữa các đơn vị bệnh viện trong lĩnh vực xét nghiệm chuyển đổi y tế số góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn